Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và anh em có thấy sôi động không ạ? Và anh em yêu cầu rất nhiều là tại sao lâu lắm mà chưa review cái account nào. Đấy, thật ra đợt này tôi bận nhiều việc quá nên là mình cũng quên mất. Đấy, anh em thấy dã man không? Đấy, ui xôi, quả tài khoản 187.239 kim cương, quá dã man. 100.000 kim cương là bao tiền anh em? 100.000 kim cương anh em quy nhanh cho tôi là bao tiền ạ? Ui xôi, quá căng đội bán xăng. Đấy, 1.000 kim cương là bao tiền ạ? Và 5.600 kim cương thì là 1 triệu đi. Tôi có cho là 5.500 kim cương, 10.000 kim cương là 2 triệu đi ạ. Và ui rồi đây, và hàng 100.000 kim cương tôi cho là ui xôi, phải gọi là hết được chấm. Và tài khoản 187.000 kim cương để cho vui à, để cho vui thôi, chứ còn tầm này là mình không tiêu kim cương. Đây là anh chàng nâu dương nâu pro. Và ui dồi ôi, nhìn thẻ vô cực kìa. Và mùa một mùa thì 2, 3, 4, 5. Đấy, một mùa thì 5 con 1. Đấy, 1.111. Đấy là mùa trước. Còn mùa này thì sương sương làm 5.555 huy hiệu thẻ vô cực. Dã man anh em ạ, à, dã man luôn. Ui, nó phải gọi là cực gắt. Và một đại gia, một đại gia học cấp 2, và không biết là cấp 2, cấp 3 gì đấy, nhưng mà một đại gia học cấp 3. Đấy, một đại gia là thiếu gia, đại gia là bố nó, ở đây là thiếu gia anh em ạ. Quá ghê. Và anh chàng Dương No Pro tỷ lệ hết shot 50%, không hề gà một tí nào. Và chả bù với Sechimer, vừa gà vừa nghèo nhất Việt Nam, khổ thật sự, đó chính là Riaki. Và Dương No Pro quá dã man, tài khoản 187.000 kim cương. Đấy, đây là mấy chục triệu anh em ạ, mấy chục triệu. Tôi cứ cho là đấy, như tôi nói 5.600 kim cương thì là 1 triệu đi, 10.000 kim cương là 2 triệu. Đấy, nhân 10 lên 100.000 kim cương là 20 củ. Đấy, cỡ đấy, cỡ đó. Đấy, gần 200.000 kim cương là 40 củ nạp vào game để không. Đấy, 40 củ nạp vào game để không. Đồ đạc thì cũng khá đỉnh luôn. Đấy, đồ đạc phải gọi là quá ngon, độ bán son luôn, không thể nào mà chê vào đâu được. Sao cái tài khoản của tôi lại có một cái tài khoản nó chưa tải là như nào nhở? Đấy, tài khoản phải gọi là đỉnh của chóp luôn. Để nhìn cái số 187.000 nó cũng dã man thế nào anh em ạ. Đấy, nhìn cái số 187.000 nó cũng ghê gớm. Đấy, quá ghê gớm, phải nói là cực gắt mà quá ghê luôn, đồ bán dê. Chúng ta vừa nhìn thấy là có khủng long họa sĩ. Đấy, vì được thật sự linh tướng. Nói chung là ông này chắc là mấy cái đồ mới ra thứ gì húp hết rồi. Đấy, mấy đồ mới ra thì húp hết rồi. Bạn này ở quân đoàn H2K level 68 thì chắc là cũng chơi mới chơi Free Fire thôi. Tại vì tài khoản này số ID rất là to. Tài khoản này ID rất là to thì chắc ở đây là một bạn mà có đam mê đấy là nạp tiền. Đấy, có đam mê là nạp tiền anh em ạ. Dã man thật sự ạ. À, quả tài khoản tôi cũng hay có vài chục nghìn kim cương, nhưng mà kim cương của tôi toàn là gà rán cho. Đấy, để mà mình test đồ, test liếc cho anh em xem. Đấy, chứ còn đây là người ta tự nạp thẻ nhá. Có một số bạn là xấu bụng. Đấy, có một số bạn là ghen tị thì sẽ comment là ui thằng này khả năng nó lại nạp lậu. Đấy, nhưng mà cái anh chàng Dương No Pro này được cái anh em biết là gì không? Lại lưu lại hết tất cả những cái thẻ ngày nào bạn từng nạp đấy, lưu lại cái bill từng nạp để thao mà bảo mình nạp lậu mình phả mồm ngay. Đấy, thao bảo mình nạp lậu mình phả mồm ngay, dã man. Và mà nạp lậu thì nạp được một lần thôi chứ nạp lậu gì mà đến tầm này. Chỗ này là nạp xịn anh em nhá, nhà người ta có điều kiện. Lại một số anh em nữa ghen tị kêu là nhỡ game sập thì tiếc lắm. Ôi xôi, vâng, với người ta nạp game này thì khéo tiền ăn sáng người ta là bằng tiền ăn sáng cả năm của người khác anh em ạ. Khéo tiền ăn sáng người ta, tiền ăn sáng mỗi tháng bố mẹ cho 20 triệu ăn sáng. Đấy, hoặc là sáng mỗi sáng cho 1 triệu ăn sáng thì người ta bỏ ra 5 lít ta nạp Free Fire, ta chỉ ăn bát phở, người ta chỉ ăn bát phở 200-300 thôi. Đấy, ta ăn bát phở 300-400 nghìn thôi. Đấy, hoặc là người ta ăn bữa buffet 300-400 nghìn ăn sáng thôi, chứ còn ví dụ người ta không ăn hết cả triệu đấy, ví dụ người ta nạp thẻ Free Fire. Dã man thật sự ạ. Và khi mà tôi biết cái anh chàng Dương No Pro này cũng ít tuổi thì tôi lại càng giật mình. Đấy, quá giật mình luôn. Đấy, một số bạn lại ghen tị, lại bảo là chắc là cậy két. Ui dù ôi, vâng, cậy két anh em, như kiểu cái két nó dễ cậy lắm ấy. Nói chung là cứ nhìn thấy người ta giàu là nhiều người cảm thấy bực bội đấy. Nhưng mà tôi phải công nhận với anh em tài khoản này giàu thật. Đấy, tài khoản này giàu dã man ạ. Đồ đạc cái thứ gì ngon rồi. BTS cũng có 4 bộ, chắc là cũng không đam mê lắm về bộ trang phục này.
Và tôi đoán ông này mới chơi, tại vì là nếu mà chơi lâu rồi thì phải đầu tư thẻ vũ cực nhiều hơn. Chứ còn đây là mới có khoảng 4 mùa trở lại đây mới mua nhiều. Đấy, khả năng là khoảng 4 tháng trở lại đây thì có khi là mới thi cấp 2 đến cấp 3 hoặc như nào đấy, mới cho quả học sinh giỏi hay gì đấy. Bố mẹ bảo được rồi con ơi, được rồi đi thôi, con muốn cái gì bố mẹ đầu tư được con đấy thì đầu tư vào Free Fire thôi. Đấy, bây giờ bố mẹ bảo là bây giờ cho mày 20 triệu mua quần áo đấy, bạn ấy bỏ 2 triệu mua quần áo ngoài đời còn bỏ 18 triệu mua quần áo trong game. Hợp lý không anh em? Ok, mình đi hơi xa rồi, hơi lan man rồi. Đấy, đi hơi lan man rồi, nhưng mà bây giờ quay trở lại với cái phần review đồ thì đồ đạc anh chàng này thì về cơ bản là cũng được. Không phải là quá nhiều đồ xịn. Đấy, không phải là quá nhiều đồ xịn. Tôi thấy lướt qua thì thực ra là số lượng áo 560 thì cũng có khá nhiều. Đấy, chúng ta nhìn thấy đủ tất cả các loại, các sự kiện hợp tác, Space Speaker, mỗi cái mua một ít. Đấy, quần Hồng Thiên này mới ra này, nói chung là mỗi thứ mua một ít, không phải là mua hết tất cả mọi thứ trong shop. Đấy, hồi xưa thì chúng ta test chúng ta xem mấy cái ông mà có 5-700.000 vàng, 5-700.000 kim cương, có triệu vàng các thứ ấy, thì ông ấy cũng 1 triệu kim cương kiểu thì gọi là mua hết tất cả thứ trong shop. Và bạn này bạn mua cũng có chọn lọc thôi. Đấy, bạn này bạn mua cũng có chọn lọc thôi chứ không phải là cái gì cũng đâm. Đấy, gì cũng đâm thì hỏng, có thể là khả năng cao là bố mẹ cho một cục. Đấy, vài chục triệu thưởng vì vấn đề gì đấy. Thế bạn ấy quyết định là thôi thì nạp tạm vào Free Fire. Đấy, nạp tạm Free Fire nhưng mà để đấy, tức là cái gì ngon thì mình mới mua. Đấy, chứ không phải là mua tạp nham tất cả thứ. Chúng ta thấy là tài khoản bạn này cũng được. Đấy, cũng không bị gọi là tạp nham, không phải là cái gì cũng có. Tài khoản mà cái gì cũng có thì nó kinh khủng phết đấy. Và tài khoản mà cái gì cũng có nó kinh khủng phết thì chắc là tôi nghĩ là bạn này nạp vào khoảng trong game khoảng trên dưới 100 triệu. Đấy, một nửa thì đã bỏ tiền ra nạp à, một nửa thì đã chơi nạp vào Free Fire rồi, còn một nửa thì đã mua đồ các kiểu rồi, skin súng, skin siếc. Đấy, một nửa thì vẫn để ở trong tài khoản này. Đấy, ui dồi, được thật sự chưa? Đấy, được thật sự chưa anh em? Ui dồi ôi, chuyển động đủ hết, hành động đủ hết, tất cả hành động level 7 nhá. Và hành động level 7 đủ hết luôn, chất lừ cả ngừ. Đấy, chất ngừ cả lừ luôn, được thật sự ạ, à, không thể nào mà chê vào đâu được, quả tài khoản chất. Đấy, quả tài khoản nó gọi là quá chất, đội bán nước cất luôn. Đấy, anh em thấy được chưa? Đấy, thịnh nộ này, gươm ánh sáng, triệu hồi mãng xà này, cho cá ăn này, rồi hành động các kiểu. Đấy, ui dồi, hành động triệu hồi quỷ kiếm các kiểu đủ hết và không sót một cái gì cả. Và hành động bắn trưởng của Street Fighter, có vẻ ông này khá thích các hành động trong Anna Free Fire. Đấy, bà này có vẻ là khá thích các hành động trong Anna Free Fire, tôi nghĩ là như vậy. Đây là ba lô đeo ba lô chuối, và ba lô chuối nhỏ. Ba lô này từ một thời là ba lô hiếm đấy. Không biết là sao nhiều bạn thích đeo ba lô chúa hề này, mà tôi thấy cái ba lô này nó cũng bình thường. Đấy, tôi thấy cái ba lô này nó cũng khá là bình thường. Đấy, cô Hương ngồi cổng trường. Đây là hòm sát hip hop đỏ. Ơi, hòm sát này là hòm sát này trong thẻ vũ cực cái sao nhỉ? Hòm sát này trong thẻ vũ cực mùa 2 hay sao ấy, tôi cũng không nhớ lắm. Skywing thì có đủ cả 3 cái. Đấy, nói chung là có Skywing nào ra để húp Skywing đấy, ván lôi thần ạ. Và ui, xe McLaren vàng ròng này, và chóe loẹ luôn. Nhưng mà không có McLaren đôi cánh, không có mấy khẩu, không có mấy xe mới ra. Tức là ông này được cái là mình nạp thẻ vào để mình mua thẻ vô cực thôi. Mình nạp thẻ vào để mình mua hiệu thẻ vô cực để cho nó Hawaii thôi, chứ còn skin nữa thứ mình không quan trọng. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là ví dụ như là một số những cái skin xe mà hiếm các thứ ấy là cũng đều không có. Tức là nói chung là ông này theo kiểu là mình nạp cho nó vui thôi. Đấy, mình thích thì mình nạp thôi, mình nạp để có số kim cương to để mình thích thôi, chứ còn nói thật là mình không đam mê lắm với chuyện mua đồ trong cái Navi Fire. Đấy, bạn này bạn chỉ nạp thẻ mà tôi nghĩ là khi hôm nay ông chỉ nạp để ông mua hiệu thẻ vô cực anh em ạ. Và mua lên 5555 thì tôi nói với anh em không phải là dạng vừa đâu. Đấy, không phải là đậu vừa rang, không phải gọi là quá ghê luôn. Đấy, không phải là dạng vừa đâu. Ui cái gì đây? Và nhạc này, ui đây là cái hộp này. Nói chung hộp thì cũng có khá nhiều, nhưng mà cũng không phải là quá nhiều. Đấy, ít thôi nhé, không nhiều, vì nhiều thì lại không có. Đấy, tôi thấy là cũng bình thường. Đấy, đồ đạc này cũng khá là bình thường thôi, cũng không phải là quá nhiều đây, nhưng mà trong này cũng có đủ hết những cái bộ mà cần có. Mấy bộ đồ Space Speaker mua về xong vứt ở trong này không thèm mở ra. Vãi trưởng, mấy bộ đồ BTS với Space Speaker mua trong này vứt không thèm mở ra luôn. Chất đấy, người ta nó phải như thế, chất lừn cá ngừ anh em ạ. Đấy, xem đồ nữ có gì không nhá, khám tí đồ nữ xem. À, đây có con Cabella.
Nói chung là đồ nữ thì cũng nhiều thôi, không thể nào mà khác được. Đồ nam đồ nữ thì cũng na ná nhau, đây là đồ nam mà đã nhiều thì đồ nữ thì cũng nhiều không kém. Ở đây chúng ta thấy có bộ khủng long họa sĩ này, cái bộ khủng long họa sĩ nó sẽ nằm trong cái bộ selected, tức là cái bộ đồ theo dạng đặc biệt ấy, và sau khi mà một lần mở bán xong ấy thì sẽ phải rất lâu nữa họ mới bán lại, ít nhất là khoảng từ 1 cho đến 2 năm. Đấy, tôi nghĩ là khoảng 2 năm nữa thì bộ khủng long họa sĩ sẽ được bán lại. Tức là kiểu như tất cả những người mà đang xem video clip này của tôi ấy, có khi nghỉ game hết rồi thì cái bộ khủng long họa sĩ mới lôi ra bán lại. Đấy, để bán cho những người chơi mà lúc đấy họ mới bắt đầu chơi Free Fire. Đấy, được thật sự không anh em? Nói chung là đồ đạc đang rất ngon lành cành đào luôn. Đấy, đồ đạc phải gọi là dã man, đồ đạc phải gọi là căng đét khét lẹt luôn, đồ là nhiều, tôi phải nói với anh em đồ là nhiều. Đấy, ui, tóc xanh, tóc vàng, hoa hậu, cái gì đầu kiếm nữ kiếm khách này, trong sự kiện phi vụ triệu đô này, mũ thần tài nón lá, đầu tình yêu màu tím, tình yêu màu tím, tình tim màu yếu. Đấy, rồi khủng long. Nhưng mà các bạn để ý nhá, là bạn này không mua tràn lan tất cả thứ đâu, mỗi cái sửa chế tạo thứ bạn chỉ mua một cái thôi. Đấy, thì đây cũng là một ví dụ như là chúng ta thấy có đầu khủng long nhong nhong nhưng không thấy có đầu ba con còn lại. Đấy, tôi lướt qua, tôi không thấy có đầu ba con còn lại thì tôi cũng chưa rõ là vì sao bạn này bạn chỉ mua một con thôi. Bạn này bạn chỉ mua chủ yếu là đồ vàng, chỉ mua chủ yếu là đồ vàng. Chứ còn các cái đồ kia thì bạn lại không mua. Đấy, được thật sự anh em ạ, quá được luôn, quá ổn. Đây là áo hoodie đôi cánh. Đấy, áo hoodie đôi cánh canh đối. Nói chung là đồ ngon, phải nói là đồ quá ngon, đội bán son luôn. Đấy, đồ phải gọi là xịn so con bò luôn anh em ạ. Đấy, ok, được thật sự chưa? Được thật sự chưa anh em? Ui dồi, đồ ngon anh em ạ, đồ quá ngon luôn. Áo thun hip and hop, áo nhạc rock, các kiểu, áo báo đen. Cái áo báo đen này cũng từ 1 tỷ năm trước ấy. Cái áo báo đen này từ lâu lắm rồi. Đấy, thì về cơ bản là đồ đạc nó là như vậy. Đấy, bây giờ đồ đạc là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ ghé qua xem mấy con trợ thủ nhá. Đấy, chứ còn đồ thì nói chung là bây giờ đồ trong Free Fire là bão hòa rồi. Với bên Anna Free Fire bây giờ họ có phải có cái phân loại đồ nào là đồ đến từ chế tác, đồ nào đến từ phòng quay các kiểu, bây giờ để trộn lẫn hết với nhau lú hết cả đầu thật. Bây giờ đồ đạc trong Anna Free Fire, ôi Dương ngu mà này tự gọi mình là Dương NGU, mệt mỏi thật vợ Dương. Đấy, ôi xồi, cái gì đây? Đấy, mật vụ thỏ bông này không đặt tên à, vịt vàng không đặt tên à, ông này lười đặt tên mấy con pet nhờ. Đấy, mặc dù là một số con pet nó chưa thể mở, ví dụ con bunny nó chưa thể mở cơ. Đấy, Dương đẹp dai, Dương dễ thương, lại đây anh cứu, rồi cái gì đây, candy, rồi Dương sát, Dương buồn à, và buôn giường, Dương buồn là buôn giường. Nào, súng xiềng nào, cũng không phải là tươm tất lắm, súng bình thường thôi. Vâng, súng bình thường thôi, còn không có súng One Punch Man ạ, khổ thật sự. Đấy, AK có đủ hết, tức là bởi vì là bạn này bạn mới chơi Gaina Free Fire thôi. Bạn này bạn mới tìm một niềm đam mê chơi Gaina Free Fire thôi, nên là bạn ấy cũng không máu lắm ở trong cái vấn đề là súng xiểng này. Scar hình như không có Scar đẳng cấp tí toe phải. Vâng, hình như tôi thấy là không có Scar đẳng cấp tí toe, thật kệ thôi. Ui, Groza chỉ lấy đúng một khẩu, bạn này bạn chỉ mua đúng một khẩu, tức là cái gì dùng thì mới mua. Đấy, người chơi thuộc dạng siêu tiết kiệm, mà dù rất giàu, có hẳn 187 kim cương nhưng mà không phải vung tay quá chán đâu nha anh em nhé. Không hề vung tay quá chán. Đấy, tức là mua những cái gì cần thiết thôi. Người chơi điểm 10 với dạng tiết kiệm. Đấy, thiếu ra nhưng mà cực kỳ tiết kiệm. Được thật sự, 10 điểm cho bạn này, 10 điểm cho Dương No Pro. Chơi là phải như thế anh em ạ, không phải là giống như mấy cái thằng hay review, ví dụ như cái thằng tên bắt đầu bằng chữ RI đấy, cái thằng Rika Khịa gì đấy. Đấy, bạ cái gì mua cái đấy, đây là người ta tiêu tiền hợp lý. Đấy, được cái nó được cái gì nó mua cái đấy, nó không bao giờ, tức là cái gì ưng thì mới mua cái đấy chứ không bao giờ mua tràn lan. Còn như ví dụ như cái thằng streamer gà nhất Việt Nam của kênh Riaki Gaming, thích cái gì nó mua cái đấy anh em ạ, mua linh tang tinh. Đấy, mua nó rất là lông côm. Đấy, người ta chơi nó phải như thế này, tức là chỉ mua những cái mà bạn ấy đi cảm thấy cần. Đấy, MP5 thì cần hơi nhiều đấy nhỉ, MP5 mà tận 16 khẩu đấy, hơi nhiều. MP5 thì tôi đánh giá nó hơi nhiều. Đấy, MP5 được của nó ấy, được thật sự đấy. Anh em thấy kinh không? VSD này MP40 mãng cầm hờ nó xà. Đấy, rồi thì truy sát công nghệ, nói chung là cũng nhiều nhưng mà một số khẩu chỉ là theo ngày thôi. P90 hành quyết, P90 thì còn chẳng có bộ chế tác luôn cơ. Đấy, P90 chả có bộ chế tác cơ, ảo thật đấy. Và ảo tung chảo đấy, ảo đấy. Và ui dồi ôi, tươi của nó đấy, tươi của nó đấy anh em ạ, tươi đấy.
Nói chung là đồ đạc là ngon. Long tộc không thèm dùng, mình kiểu nhà mình giàu, mình không cần phải dùng long tộc, long tiểng gì cả. Mình không cần phải dùng long tộc, long tiểng gì cả cho nó mệt. Đấy, đây là shotgun này, Lily rực cháy ấy, khẩu này mới ra. Ui, M87 nhiều thế. Hỏa nộ hy vọng hào quang vàng. Bạn này chắc chắn không có khẩu One Punch Man, tại vì lúc mà ra sự kiện One Punch Man bạn này chưa bắt đầu chơi Free Fire. Tôi đoán như thần. Chứ còn bởi vì là nếu mà có thì đã có trong này rồi, nhưng mà bạn này là lúc mà bắt đầu sự kiện One Punch Man là bạn ấy chưa chơi. AWM cánh thép này, xịn xón bò K98 hàn băng, M82B thời gian. Sao có cái khẩu M82B mới không dùng là sao ta? M82B mới không dùng là sao ta? Ok, M82B thời gian, thiên nhãn, súng ngắm điện, súng lục. DE cánh thép. Được của nó luôn. Nói chung là súng riểng bạn này là cũng được nhiều, nhưng mà bạn này có một đặc điểm, đấy là bạn ấy chỉ mua một cái bạn ấy thích thôi, chỉ mua một cái cảm thấy cần thiết thôi. Nhưng mà kiếm có tận 15 thanh, gậy 15 cái, dao 14 thanh, quá nhiều, đao quá nhiều luôn. Lúc thì bên Ghana Free Fire gọi này là đao, lúc thì gọi là dao, ảo thật đấy. Đấy, đây là Katana DJ Lục Bảo Hắc Lôi Dạ Hội, được thật sự ạ. DJ Lục Bảo, Katana Thần Bí, Thu Thủy, Kiếm Đạo, Niềm Tin, Nhạc Sĩ, Sứ Giả Thận Tế, rồi Buya, nói chung là nhiều, nói chung là tươi, quá nhiều kiếm, kiếm quá nhiều luôn. Quá nhiều kiếm luôn, được thật sự luôn. Đây là Long Quyền này. Ông này rất ít quyền nha, mình có đao quyền, long quyền với tử quyền này. Tử quyền chắc sáng nay mới ra. Còn mấy cái nắm đấm kia là hồi xưa nó ra, là chắc bạn ấy mới chơi Free Fire thôi. Bạn ấy chắc là mới chơi Free Fire, mới nạp nhiều tiền thôi. Và người chơi hệ mới nạp thẻ. Và bom keo 35 quả, lựu đạn 40. Tức là cái tài khoản này tôi đoán ấy, ngày xưa chắc là của một người nào đấy chơi nhưng mà họ không đầu tư. Đấy, sau này thì mới giao cho bạn này. Thì đây, và anh giao hết tài khoản này cho em. Em hãy đầu tư đi. Đầu tư thôi. Thế là đầu cơ mà đầu tư thôi. Nhưng mà tôi phải công nhận là đầu tư mức như này phải gọi là đỉnh, đỉnh của chóp ấy. Và quá ngon đội bàn son. Nào, đây là cái thanh, đây là quân đoàn H2K. Thì chúng ta thời gian đây đã review 3 người H2K rồi. Người này có lẽ là người cuối cùng H2K mà chúng ta sẽ review. Sau đấy, sau này có review chúng ta sẽ review những người khác. Đấy, được thật sự chưa anh em? Ui, quân đoàn này toàn thách đấu. Chơi chúng ta đã review tài khoản này rồi. Đấy, H2K bot này, đồ đạc cũng gọi là ngon. Đồ đạc thì cũng gọi là ngon. Kem này, ui dồi ôi, kem kiểm các kiểu ấy, Kobe này. Đấy, hôm trước chúng ta cũng có review cái tài khoản của cái bạn yêu MT. Đây, yêu MT, bạn ấy tên là cái gì, Nhật Khuê ấy. Ui, vâng, hôm trước mới 10.000 huy hiệu, hôm nay mua lên 20.235 huy hiệu rồi. Quá ghê, đồ bán dê. Và ui, hôm trước mới mua 10.000, hôm nay mua lên 20.000 rồi, có phải bạn này không nhỉ? Dã man nhỉ, ui, hôm trước kinh quá, quá ghê, đồ bán dê anh em ạ. Và quá ghê gớm. Phải nói là cực gắt, kinh khủng thật, quá dã man đội bán ngàn, đồ kinh thật đệ, của đoàn này quá kinh. Ok, hôm nay chúng ta đã cùng nhau review tài khoản bạn Dương No Pro, nạp 187.000 nim gương vào để ngắm. Và bây giờ thì nếu các bạn mà có nhu cầu mua tai nghe, anh em có thể ghé qua đó là Reaki Store, shop bán tai nghe chuyên dụng cho anh em chơi Free Fire, chơi Liên Quân. Thiết kế trẻ trung hiện đại cùng với cả tính năng cách âm chống ồn rất tốt, thậm chí là một số loại có mic rời. Anh em để mà sở hữu những tai nghe này với giá cả phải chăng, đừng quên ghé qua đó Reaki Store, chở hai địa chỉ đó Reaki Store HN, Reaki Store HCM nha. Còn bây giờ thì nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Reaki mình, thấy những video của mình lành mạnh bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, được đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.